Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin hướng dẫn tiếp cho các bạn phần từ vựng tiếng Trung về bệnh. Từ đầu tiên, chúng ta có từ chìa sư yán, có nghĩa là cận thị. Yán sư yán là viễn thị. Sàn quang là mắt loạn thị, hoặc là chỗ này chúng ta có thể nói là quáng gà. Trù giá là sâu răng. Giá yến trù xỉa có nghĩa là chảy máu chân răng. Chúng ta đọc lại này. Giá yến trù xỉa. Tiếp tục câu thứ 6, từ thứ 6. Thu chuẩn có nghĩa là sứt môi. Thu chuẩn. Tiếp tục. Dê mắng. Từ này cũng có nghĩa là quáng gà. Dê mắng. Sưa mắng là mù màu, không nhìn thấy gì, không phân biệt được màu sắc. Người ta gọi là sưa mắng. Tiếp tục chúng ta có từ bái nây trăng là đục thủy tinh thể. Rồi tiếp tục chúng ta đọc lại này. Bái nây trăng. Bái nây trăng là bệnh đục thủy tinh thể, thường thường là người già hay bị bệnh này. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 10. Giá châu giãn. Giá châu giãn. Giá châu có nghĩa là lợi. Giãn có nghĩa là viêm. Tiếp tục chúng ta có từ 11. Sa giãn. Sa giãn là bệnh đau mắt hột. Sa có nghĩa là cát, giãn là mắt. Ở đây người ta dịch là đau mắt hột. Sâu sang là bị thương. Sâu sang. Tiếp tục chúng ta có từ tiếp theo. Chấn thương là choang sang. Choang sang. Tiếp tục gãy xương là củ trứa. Củ trứa. Ngộ độc thức ăn là sứ u trung tú. Sứ u trung tú. Ở đây từ sứ u có nghĩa là đồ ăn thức uống. Trung tú ở đây có nghĩa là trúng độc. Chúng ta đọc lại này. Sứ u trung tú. Bỏng ở đây là sao sang. Sao sang. Sao ở đây có nghĩa là đốt, cháy. Sang ở đây có nghĩa là thương, tức là bị thương. Người ta ghép cái câu này vào là bị bỏng. Tiếp tục chúng ta có từ thua chiêu. Thua chiêu có nghĩa là bị chật khớp, trẹo khớp. Liều sang có nghĩa là bị bong gân. Bây liều sang có nghĩa là bị bong gân. Thu thấu là hói chán, hói đầu. Chúng ta đọc lại. Thu thấu. Thu thấu. Chia, chia có nghĩa là bị ghẻ lở mụn. Đồng âm nhưng mà là khác nghĩa, ví dụ từ chia là mượn ấy. Ở đây chúng ta phải trong ngữ cảnh chúng ta mới có thể dịch được. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 21, bệnh nhà ngứa, bệnh chàm là sư trẩn. Sư trẩn. Bệnh dại là khoáng chuyển bình.
khoáng chuyển pin là bệnh dại, bệnh chó dại. Tiếp tục chúng ta có từ phấy phăng pin, phấy phăng pin, phấy phăng có nghĩa là béo, pin là bệnh. Ở đây chúng ta có thể dịch là bệnh béo phì. Ví dụ chúng ta nói là tha phấy phăng, tha phấy phăng, anh ấy béo hay là chị ấy béo. Nỉ thay phăng là bạn béo quá. Từ có thể không cần dùng từ phấy phăng, chúng ta có thể nói là từ phăng cũng là béo. Tiếp tục chúng ta có từ xuyển, có nghĩa là bị bệnh ngoài da, bệnh lấm, hắc lào, kẻ lở. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 25. Lin ping có nghĩa là bệnh lậu. Lin ping là bệnh lậu. Câu lấu ping là bị gù lưng, bệnh gù. Câu có nghĩa là câu lấu có nghĩa là gù, là cúi còng xuống. Bệnh trĩ chúng ta có từ trừ choang, trừ choang, trừ choang là bệnh trĩ. Hồ loan là bệnh dịch tả, thổ tả. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 29. Huế trúng pin có nghĩa là run, run đũa, run run trong ruột ấy, người ta gọi là huế trúng. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 30. Mấy tú là bệnh giang mai. Sủ y là bệnh dịch hạch. Chúng ta đọc lại sủ y. Tiếp tục say nắng chúng ta có từ trung sủ. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 33, não trụ血 có nghĩa là xuất huyết não hoặc là bệnh chảy máu não. Tiếp tục chúng ta có từ 34, bái xỉa bình có nghĩa là trắng đấy, xỉa là máu, bái xỉa bình là bệnh máu trắng, ung thư máu. Tiếp tục chúng ta có từ trung phong có nghĩa là trúng gió, thường thường những người già, ama a cung. Bị trung phong có nghĩa là bị trúng gió, ông cụ hay bà cụ bị trúng gió. Tiếp tục chúng ta có từ thiếu máu là pín xỉa. Pín có nghĩa là nghèo đói, cùng tận. Ví dụ đói, pín trúng có nghĩa là đói nghèo. Ở đây chúng ta có thể nói là dịch là thiếu thiếu máu. Tiếp tục chúng ta có từ 37. Cao x血压 có nghĩa là huyết áp cao. Tì xuê gia có nghĩa là huyết áp thấp. Phiền thấu thùng có nghĩa là đau lửa đầu, bệnh đau đầu. Xen với liếu là u xơ. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hãy like, đăng ký để được xem các video sớm nhất.